Vâng, em Hồng xin chào tổng thể tất cả bác nhé. Thì hôm nay em lên chi tiết cái đôi lo Ram Sa A500 cho tất cả bác. Vâng, và đây là cái nội thất của đôi lo. Thì lo được thiết kế là thùng nhựa đúc nguyên khối, và cũng như là các bác nhìn thấy là nó rất là dày dặn và rất là chắc chắn nha bác nha. Đấy. Lo sơn màu xám ghi, xám ghi nha. Và đây các bác thấy là Ram Sa, mã là Ram Sa. Căng lưới sắt nha, căng lưới sắt tháo ra để cho các bác xem tiếng lo. Tiếng lo thì nó sử dụng 1 bát 30 nha bác, 1 bát 30 và 1 chiếc kèn. Bố trí 2 lỗ thông hơi phía trước nha, bố trí 2 lỗ thông hơi phía trước, kiểu này karaoke cực kỳ chất lượng luôn. Các bác ghép thêm quạt trầm hơi, quạt trầm điện nữa em bác nha. Thì các bác khắc hồ là gọi là cực kỳ đỉnh. Các bác thấy là những cái vít của nó đều là ốc thùng chắc hết nè, rất là chắc chắn. Kiểu dáng kiểu thiết kế giống như Ram Sa A200, cũng sơn 1 vách 30, 1 vách 1 chip kèn, chip kèn rất là chất lượng. Tới em sẽ tháo cái nội thất của bên trong cho tất cả xem. Đây thì có đồ vít để các bác treo tường. Bên này backpack. Đấy, tiếng lo cực kỳ đẹp nha bác nha, cực kỳ đẹp. Và hàng này bao dinh nguyên bản cho tất cả các bác nha. Đấy, dòng này gần vải tăm dầu nữa là các bác chơi là thoải mái luôn. Đây là cái logo model đằng sau này. Ram Sa thì của hãng Panasonic thì các bác biết rồi. Model là VKS-A500K, lo 8 ohm và công suất là 200W ở mỗi thùng, Made in Japan nha. Ở dưới thì đường tín hiệu đầu vào nó sẽ gồm là trạm lo 3 lăng và trạm lo thông dụng. Bên này cũng thế nha bác nha. Đấy. Rất ok luôn nha, Made in Japan. Thùng thì nó qua vấn đề về vận chuyển hoặc là qua quá trình sử dụng bên nước ngoài thì nó có trời xước một ít nha bác nha. Thì cái này thì không tránh khỏi được. Thì giá trời xước thì bên em sẽ bán giá nó tốt hơn cho cả bác, còn nếu mà hàng về nó đẹp ken hết thì giá nó sẽ cao hơn tí. Góc cạnh thì nó hơi bị như thế này nha bác nha. Nhưng mà cái này thì không vấn đề gì. Thùng nhựa nó là không bao giờ mình tránh khỏi được những cái này nha bác nha. Đấy. Đây. Còn nghiêng tem nghiêng Suzuki siêu thị Nhật, tem cờ siêu thị Nhật về đây. Đấy, Ram Sa A500K. Đấy, ok. Dòng này có bác karaoke là bao phê nha. Dạ vâng, thì em đã tháo xong cái nội thất phía bên trong của đôi lo Ram Sa A500. Thì em sẽ quay cho tất cả bác cùng ngắm nhìn cái nội thất của nó và xem tiếng lo, nội thất lo nha. Đây, thì đã tháo xong 2 lo bát và 2 lo chip. A500 thì nó sở hữu là 1 bát 30 và 1 chip kèn nhỏ nha, 1 chip kèn. Thì đây các bác, em sẽ quay cho các bác xem. Đây là cụm từ này. Đấy, long lanh 7 màu nha. Ram Sa 8 ohm Japan. Bên này cũng thế nha, sexy là 7 màu nha, cực kỳ là đẹp luôn. Vâng, và quay cho các bác xem cái nhận lo này. Đấy, riêng nguyên bản nha, đẹp xuất sắc hoàn hảo luôn. Tiếng lo đây quá đẹp luôn nha. Bên trong là phân tầng. Trên phân tầng thì nó sẽ có in chữ là Ram Sa nha bác nha. Ram Sa. Và bên trong thì nó sẽ cái dòng này thì nó sẽ bố trí nỉ để tiêu quang. Dòng này thì cũng vẫn là cái thùng nhựa này bác. Thùng nhựa được đúc nguyên khối rất là dày dặn và cho chất âm cực kỳ hay, chịu được những cái thời tiết khắc nghiệt, không có bung tróc hay là bơ nữa nha.
Đấy. Còn đây là cái lo chép nha, các bác nhìn cái cấu lo chép đây, nó cực kỳ là to và khống. Đó. Cái cấu lo chép này các bác karaoke thì quá phê luôn nha bác, chép hỏng kẹt. Đấy, RAM sàn 16V, da băng luôn. Đấy, các bác nhìn nó rất đẹp luôn nha. Rất là to. Ở bên này cũng thế nha. Đây, các bác nhìn này. Thì về cái tép này thì nó to hơn cái tép của Ramsa A200 nhiều nha bác nha. Dòng 500 thì dòng gấu hơn, tính hơn nhiều. Đấy, bên này cũng thế nha bác. Nhìn lô này, quá đẹp luôn. Mới keng luôn nha. Thân to. Thân vách được làm rất là chắc chắn nha. Tiếng lô cực kỳ là đẹp. Sở hữu là găng vái tắm dầu. À, 26 găng vải tấm dầu 26 nha bác nha, màn dập răng luôn. À, dòng này chịu đòn cực kỳ là tốt, hát full karaoke cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Nào có nhu cầu thì alo cho em. Quốc Hồng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Lên video con A200 trước cho tất cả bác. Thì về hình thức của con này thì gọi là đẹp keng luôn ấy nha, đẹp keng đó, các góc cạnh cho đến là lo kèn, lo chép kèn này, với lại ê canh, mọi thứ đều là đẹp long lanh hết, góc cạnh không sức mẻ, cực kỳ là đẹp luôn nha bác nha. Đó. Ở trên này thì nó sẽ có hai ốc vít, hai cái con ốc này để các bác thích bách treo trên trên tường, trên tường hoặc là các bác treo ở những quán cà phê thì vâng vâng thì các bác có thể treo được đó, còn nguyên ốc hết nha. Đấy, bác nha. Đấy. Nói chung là cặp này về là miễn bàn luôn á, đẹp như hoa hậu luôn nha, đẹp như hoa hậu, quá đẹp luôn. Đấy. Cái canh với sách lô chữ Ramsa lo xương 1.30 nha, 1 triệu kèn, hai lỗ thông hơi ở phía trước. Đấy. Bên hông này các bác, bên hông này có chỗ để cho các bác bác treo này, các bác muốn bác đứng bác nằm gì cũng được. Đấy. Còn phía dưới này thì nó có quai sắt, dưới có quai sắt, còn đằng sau đây các bác. Đấy. Đẹp từng chi tiết một. Ramsa, chữ Ramsa, Ramsa mã VKS A200. Đấy. Phiên bản này thì nó sản xuất tại Nhật nha bác nhé, toàn là chữ Nhật thôi nha. Chữ Nhật. Còn ở dưới chạm lo thì nó sẽ gồm chạm lo 6 ly và chạm lo mới chim thông thường. Quá đẹp nha, góc cạnh nha bác nhé. Thế em sẽ cho tất cả bác xem về cái nội thất phía bên trong của cái đôi lo này. Đó. Cực kỳ là chất lượng nha, cả đôi luôn. Xúc xắc nha bác nha. Tem còn bóng loáng luôn nè. VKS A200 lo 8 ohm, công suất là 250W một thùng. 250W một thùng nha. Dòng này thì các bác karaoke ghép thêm qua trầm nữa thì 140 nữa thì phê lòi luôn. Đó. Quá đẹp rồi bác. Rồi giờ thì em đi vào cái nội thất phía bên trong cho tất cả các bác ngắm nhìn. Ok bác, thì em đã tháo xong cái nội thất của cái đôi loa Ramsa mã VKB A200. Thì các bác đây các bác nè, ốc vít của nó toàn là những ốc lục giác rất là chất lượng này, xịn sò của Nhật như thế này, cực chất nha. Đấy, nhìn những cái con ốc còn nó nhìn chúng ta nhìn thấy nó rất là chắc rồi. Vâng, đây là cái lo Ramsa mà em vừa tháo xong, quá đẹp luôn các bác nha. Các bác nhìn lại cái lo Ramsa này cực kỳ là đẹp luôn nha. Nó mới như là 99% nha bác, độ mới nó tầm 99% đó, cực kỳ là mới như thế đó. Đấy. Đấy, cần lưới sắt đây, áo ra tiếng loa. Đấy bác. Đấy, tháo ra cho bác xem. Đấy. Wow, quá đẹp, quá mới, tiếng lò nó này nha bác nha. Đấy, gần vái tắm dầu các bác nhìn cái dầu nó này mà nó còn ướt như thế này là
cái đơn con này thì nó như là vừa sản xuất luôn. Mới như vừa sản xuất luôn các bác. Như đập hộp. 2 quả bát 30. 30 nha bác nha. Một tép kè. Rồi em sẽ tháo ra để cho các bác xem cái bên trong. Bắt đợi em tí nha. Bắt nó hơi bị nảy. Sẽ vừa tháo một cái bát xong, tháo luôn cái chép cho các bác. Vâng, rất là đẹp luôn các bác, rất là đẹp luôn. Sẽ tháo luôn hai cái để quay cho các bác như vậy. Vâng, và đây, đây là cái nội thất bên trong của chiếc lo Ramsa mã VKPA 200. Đây, các bác nhìn này, long lanh bảy màu nha. Lo 8 ohm, da băng, Ramsa. Bên này cũng thế chứ. Đấy, đây là cụ trép này. Cụ trép cực kỳ là to nha bác nha. Cụ trép 16 ohm, da băng. Bên này cũng thế nha. Mới tinh luôn, các bác nhìn. Quá chất lượng luôn. Đấy, ốc áp lại còn nguyên zin, nguyên bán, nguyên keo. Và cũng như là vàng long lanh. Tiếp ra đây, quá đẹp luôn nha bác. Đây, đã tháo xong một cái lò bát đây, tất cả là riêng như bán hết nha. Vâng, đây là bên trong của thùng lo, nó sẽ bọc một lớp nỉ bên trong để tiêu âm và cũng như là cho tiếng bass mềm và sâu hơn. Phần tầng cực kỳ là gấu của Ramsa nha bác nhé. Phần tầng rất là gấu luôn, cực kỳ là chất lượng và mới tinh này. Đấy. Bên này cũng thế nha. Bên em là bao xin nguyên bản và bao mới, bao đẹp xuất sắc cho ra bác luôn về cái đôi Ramsa A200 này. Vâng, lo thì được thiết kế là thùng nhựa nha bác, thùng nhựa liền nghiên khối đó. Nên là nó rất chắc chắn và cái độ chia cái độ bền nó thì nó chịu đựng cực kỳ là cao. Các bác có thể để ngoài trời, nếu mà trời mưa thì các bác không sợ, thì vì những cái dòng thùng gỗ thì nó trời mưa thì nó ngắm vào thì nó sẽ bung nớ, hoặc là với những dòng thùng nhựa như thế này thì các bác an tâm, không lo về cái việc mà bung nớ như thùng vách hay là gọi thoát hơi qua các kẽ. Với thùng gỗ thì thiết kế thì nó có những cái lớp kẽ, còn cái đây thùng nhựa thì họ đúc liền nguyên khối nên là nó không, rất là chắc chắn nha bác nha. Thùng rất là dày, bác nhìn nó rất cực kỳ là dày luôn nha. Đó, rất là chắc chắn luôn. Ừ, cực kỳ là chất lượng đến từ Ramsa. Rồi mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong quá hôm qua số điện thoại cho mình hơn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau.